Cụ thể tại huyện Minh Hóa, mưa lớn đã làm ngập tại ngầm Ca Ai, Ca Đình, xã Dân Hóa, chia cắt cục bộ bản Ta Ra, một phần bản Ca Ai. Tại khu vực xã Trồng Hóa, nhiều ngầm trên cả tuyến đường liên xã như ngầm Copy, Hàn Nông, Tà Cổ, Cát Đình bị nước lũ dâng cao làm chia cắt 7 bản của xã Trồng Hóa. Tại huyện Tuyên Hóa, khu vực đường vào bản Hà, xã Thanh Hóa, nước ngập hơn 0,3 mét, có nguy cơ chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương đã cắm biển cấm đi lại qua khu vực trên. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng đã tăng cường lực lượng kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở người dân không qua lại vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn.